Xin chào mừng tất cả quý vị đã đến với kênh youtube của Trần Mai Cô Và đây là chương trình Trần Mai Cô xin được gửi tới quý vị những bản tin thời sự liên quan tới Hoa Kỳ và trên thế giới Và bây giờ xin mời quý vị tới với bản tin cụ thể của chúng ta Thưa quý vị như vậy là ông Matt Gates đã xin rút lui khỏi đề cử làm tổng trưởng lý của Tổng thống Trump Và chúng ta đều biết đó là cái Việc uh, do cái đám Rhino đã tấn công uh, Rhino rồi còn Deep State rồi đảng Dân Chủ Nó uh, đánh ông Matt Gaetz quá trời quá đó Tuy nhiên thì uh, bên trong nó có thể có một số những chuyện khác nữa Và tuy nhiên á chúng ta cũng chỉ nắm tin tức để coi coi là chuyện gì uh, được báo cáo lại thôi Như còn thời thực tế mọi chuyện ra sao thì thời gian mới có thể uh, trả lời được nhưng mà trong mai cô xin phép được mời quý vị tới với lại một cái ghi nhận của bên tờ MSNBC về diễn biến trước khi mà ông Gates thông báo rút lui đề cử đã làm sao. Xin mời quý vị tới với bản tin cho biết đó chính là cái làn sóng của cái đám Rhino ở trong thượng viện để chống ông Gates. Thực tế thì nó khá nhiều và có lẽ đó là lý do tại sao mà ông Matt Gaetz không muốn là Tổng thống Trump phải mất quá nhiều thời gian dành cho mình. NBC News được biết từ một nguồn tin có biết về các cuộc thảo luận rằng Ủy ban Đạo đức Hạ viện, nơi điều tra ông Gates đã được thông báo rằng có một cô gái 17 tuổi có hai lần ái ân với ông tại một bữa tiệc. Mô tả về lần ái ân thứ nhì đã được đưa vào lời khai của cô ta trước ủy ban đạo đức hạ viện cũng như lời khai trong một vụ kiện dân sự liên quan một nguồn tin cho biết là cái lần thứ nhì có sự tham gia của một người phụ nữ trưởng thành khác cnn là hãng đầu tiên đưa tin về những cáo buộc mới ông gates đã nhiều lần phủ nhận các cáo buộc sai trái tuy nhiên sự rút lui của ông matt gates đã khiến cho bộ tư pháp của ông biden giống như là cởi được gánh nặng mọi người đều cảm thấy nhẹ nhõm sau khi ông gates rút tên một quan chức bộ tư pháp nói với nbc news rằng một số kiểu giống như là mặt trời xua tan bóng đêm mặc dù không có gì đáng ngạc nhiên có thể được coi là bình thường nhưng điều đó không ngăn cản tôi biết ơn mỗi khi một ngày nữa trôi qua nhưng mà có lẽ như bên phía của msnbc thì đã thu thập cái bản tin từ cái người quan chức này trước khi tổng thống Trump thông báo lựa chọn bà Pam Bondi làm tổng trưởng lý tiếp theo. Cho nên là thôi thì vui được ngày nào thì cứ vui, đúng không? Rồi mai mốt rồi à, tới kiểu gì tổng Trump cũng phải có tổng trưởng lý thôi. Rồi lúc đó rồi coi có vui nổi hay không. Văn phòng nói thêm Bây giờ tôi muốn biết điều gì sẽ là chiếc lông vũ đầu tiên trên con gà Tây in dấu tay biết ơn của tôi trong lễ tạ ơn năm nay. Là làm sao? Tạ ơn trời đất. Matt Gaes nó không làm nữa. Ờ, à, ý ý đám này là như vậy. Một vị chứng khác của bộ tư pháp gọi sự rút lui của ông Matt Gaes là việc hoàn toàn nhẹ nhõm. Và khó có thể tưởng tượng được rằng ông Trump bổ nhiệm một người nào tệ hơn Matt Gaes, nhưng phải còn coi tiếp tục. Thì xin thưa là bà Pam này bà cũng cứng lắm đó, chứ đừng giỡn. Vài giờ sau đó, Tổng thống Trump đã chỉ định bà cựu tổng chứng lý của tiểu bang Florida Pam Bondi, một đồng minh lâu năm làm ứng cử viên mới cho chức tổng chứng lý. Hai nguồn tin trong đội chuyển tiếp quyền lực của Tổng Trump có hiểu biết rõ ràng nhất về quyết định của ông Matt Gaetz đã nói với NBC News rằng ông Matt Gaetz đã thông báo cho Tổng thống Trump về quyết định rút lui. Quyết định rút lui là của cá nhân ông Gaetz. Một trong những nguồn tin thừa nhận việc phê chuẩn ông Gates luôn là một cuộc chiến khó khăn và dự kiến là tổng trâm sẽ rất sớm sẽ gặp rất sớm với một nhóm ứng cử viên tổng trưởng lý mới. Không có cá nhân cụ thể nào đứng đầu danh sách trước khi tổng thống Trump chọn bà Paul Bondi. Không rõ điều đó có nghĩa là gì đối với ông Todd Blanche, người mà tổng trâm đã chọn làm phó trong Gates. Một nguồn tin thứ ba thân cận với Tổng thống Trump nói với NBC News rằng đội uh, chuyển tiếp quyền lực á, thì uh, cũng uh, có cái sự uh, giống như là phản ứng chừng mực khi ông Gates rút lui. Đồng thời nói thêm rằng là cái uh, báo cáo uh, về uh, tiếp tục đánh ông Matt Gates về cái chuyện cá nhân đó khiến cho ông Matt Gates không thể tiếp tục. Ông Gates đã nhiều lần phủ quyết những báo phủ, phủ nhận những báo cáo đó. Ông đã từ chức khỏi hạ viện trước khi mà ủy ban điều tra của ủy ban đạo đức hạ viện có thể kịp đưa ra báo cáo về ông. Đầu tuần này, một luật sư của hai người phụ nữ cáo buộc ông Gates đã coi như là uh, tiền trao cháu múc với họ, đã trình bày một số lời khai họ đã đưa ra cho ủy ban đạo đức trong năm nay, bao gồm một người nói rằng là đã chứng kiến ông Gates đã có xác thịt với một cô gái 17 tuổi. Luật sư Joel Leppard cho biết các thân chủ của tôi cảm thấy nhẹ nhõm khi mọi chuyện đã qua và mong muốn tiếp tục cuộc sống. Tôi hy vọng điều này sẽ mang lại sự khép lại cuối cùng cho tất cả các bên liên quan. Các thành viên của Ủy ban đã họp để thảo luận về việc có nên công bố báo cáo hay không nhưng không thể thống nhất được. Cái chuyện của tay luật sư này, đồng anh cô sẽ nói sau khi đọc bản tin nha. Hiện vẫn chưa rõ Ủy ban Đạo Đức sẽ làm gì sau khi ông Gates rút lui. Họ sẽ họp lại vào ngày 5 tháng 12 để thảo luận thêm. Trước đó, trong cuộc họp kính của Ủy ban Đạo Đức Hạ Viện ngày 23 tháng 7, các nhân viên đã nói với ông Michael Gates là chủ tịch Ủy ban rằng dự thảo báo cáo về cuộc điều tra đã đi đủ xa để có thể gửi cho các thành viên của Ủy ban. Ông chủ tịch Hạ viện Mike Johnson, người đã phản đối việc công khai báo cáo này, cũng đã rời khỏi uh, tòa nhà Quốc hội trước khi mà tin tức ông Gates rút lui nổ ra. Hạ viện sẽ không có trở lại cho tới sau kỳ nghỉ lễ tạ ơn. Các thượng nghị sĩ từ cả hai đảng đều bày tỏ sự hoài nghi ông Gates có thể nhận được đủ số phiếu. Ít nhất 5 thượng nghị sĩ của Đảng Cộng hòa, bao gồm là Mitch McConnell của Kentucky, Lisa Makowski của Alaska Susan Collins của Maine John Curtis của Utah Và Mark Quinn Mullin của Oklahoma Đã nhất quyết nói không với ông Gates Và thông báo với các thượng nghị sĩ khác Và những người thân cận với Tổng Trump rằng Là họ khó có thể bị lây chuyển quyết định này của mình Theo năm người có hiểu biết trực tiếp một trong những nguồn tin cũng cho biết có thể ít nhất hai chục cho tới nhiều nhất là ba chục thượng nghị sĩ cộng hòa cảm thấy à, lăn tăng khi phải bỏ phiếu cho ông Gates sau khi gặp ông Gates bà thượng nghị sĩ Joni Ernst và ông thượng nghị sĩ John Cornyn nói với NBC News rằng chủ đề về các cáo buộc đã nảy sinh bà Ernst cho biết ông Gates đã tự mình kể nói về những cái câu chuyện liên quan tới cáo buộc trong lúc mà hai người họp Bà earns nói rằng ông Gates rất thẳng thắn, nhưng đó là tất cả những gì tôi có thể nói được với các bạn. Ông ấy sẽ trải qua một quy trình xét phê chuẩn rất công bằng với Thượng nghị sĩ Chuck Grassley. Vì Thượng nghị sĩ Chuck Grassley là chủ tịch mới của Ủy ban Tư pháp Thượng viện trong nhiệm kỳ tới đây. Tôi nghĩ là nhiều điều trong cái cáo buộc sẽ được giải quyết sau đó. Bà Susan Collins thì nói với các phóng viên rằng có rất nhiều những dấu hiệu đáng báo động cho ông Gates và việc rút lui là quyết định tốt nhất. Thượng nghị sĩ Lindsey Graham thì cho biết là tôi tôn trọng quyết định của ông Gates và đánh giá cao thiện chí được phục vụ ở cấp độ cao nhất trong chính phủ. Riêng ông Mullen đã nói với NBC News rằng ông nghĩ đó là một điều tốt khi ông Gates rút lui. Ông ta bảo không có cách nào, không có lộ trình nào cho ông thắng được đâu. Ông Guest cho biết trong lá thơ từ chức của mình rằng ông sẽ không tuyên thệ nhậm chức trong quốc hội mới. Nhưng không rõ quyết định của ông có ý nghĩa gì đối với chiếc ghế này. Thì bây giờ vấn đề ở đây là năm tay này, trong đó có tay mắt mô linh là quý vị biết rồi, không có gì mới hết ha. Đó, mà uh, Mitch uh, uh, chú ngo thì quá rõ rồi, đương nhiên rồi. À, còn ba người này thì thằng mấy cô đã nói rồi trước trước khi trước mùa bầu cử luôn là mình từ hao ba cái tên này ra đi còn cái tên mu linh này á là rất sợ ông mắt ghét sẽ điều tra giao dịch nổi gián và có mối thù riêng với ông mắt ghét rồi còn chú ngon thì thôi khỏi nói nhưng mà cái câu chuyện ở đây là nó bảo rằng là có cái người nào đó ra tố cáo tiếp ông ghét này kia mà tại sao bây giờ ông ghét rút lui thì lại bảo rằng là thôi chấm hết đi ủa như vậy là tụi bay chỉ Cảm thấy cần, chỉ là cái lời khai của thân chủ của tụi bay chỉ cần thiết khi nào ông Guest được uh, được điều tra để làm tổng chứng lý thôi sao? Nếu như ông Guest thực sự ông làm sai, cái chuyện đó là bậy, sao tụi bay không tố với lại bên uh, FBI đi? Sao tụi bay không tố với lại uh, công tố viên đi? Sao tụi bay không tố với, uh, ví dụ sau này nè, ừ là à, là tối với Merit Garland đi khỏi cần sau này nữa tối với Merit Garland đi Merit Garland là thấy mà ông Gates là tầm 7 là đi hốt liền á còn hâm hở đi hốt nữa thì sao giờ tự nhiên cái ông Gates rút lui rồi nó thôi chuyện nó xong rồi ủa lang là sao ủa vậy cuối cùng là như thế nào tại mấy cô chắc chắn rằng là cộng đồng Maga sẽ bắt đầu vô điều tra coi coi cái cái tay này là luật sư này là ai để mà coi coi rất là đáng ngờ tôi quý vị tại sao mà điều này có nghĩa là gì? Tức là khi nào có ai cần mà tổng trăm chọn vào một số vị trí là có đứa xuất hiện lại bảo rằng là ơ cáo buộc là à, 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 tình ái rồi xác thịt này nọ đồ như vậy thì nó như vậy thì càng chứng tỏ là gì? BS đúng không? Tại vì tôi nói chỉ cần cái đó để nó để nó tố gian người ta thôi để nó hủy hoại người ta thôi chứ nó đâu có cái gì thật đâu. Nếu nó thật thì nó đã là thật. Nếu ông guess làm sai thì ông đã làm sai đúng không chứ sao mà tự nhiên giờ cái ờ à, ông ông được làm tổng dưỡng lý ông được đề nghị tổng dưỡng lý nhào ra ơ ông này ờ à, ông ông ghét à, à, thân chủ của tôi nó là ông đã thế này thế nọ Ủa vậy lúc là ông rút lui cái hồ chứ ơ thôi giờ hết rồi đừng làm nữa Làm sao? đây là cả một mạng lưới thưa quý vị cả một mạng lưới ha đó mà cái này không có gì lạ Bao nhiêu ứng cử viên của đảng Cộng Hòa Bị phá chỉ vì cái này Giống như ông Eric Greitens Là lấy cái bà vợ cũ ra để chơi chơi ông Rồi ông Sean Parnell cũng vậy Lấy cái bà vợ cũ ra để chơi ông Mấy người MAGA không Đó Đây là một Đây là cái trò chơi rõ ràng Của tụi nó thưa quý vị nha Thì bây giờ Thôi thì Tổng thống Trump đã chọn bà Pam Bondi rồi Thì Hy vọng rằng là bãi sẽ được phê chuẩn cho chức tổng chứng lý, rồi sau đó chúng ta có 4 năm để đi tới tận cùng những trò dơ bẩn này. Và đó chính là những gì mà Trần Mai Cô cũng được gửi tới cho quý vị trong bản tin này. Xin cảm ơn quý vị đã dành thời giờ lắng nghe và xin hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin tiếp theo. Xin kính chào, tạm biệt.